Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày thứ năm tháng 9 vào đầu mùa thu. Hôm nay Thanh Xuân muốn đến với các bạn. Tôi là tác giả của hai cuốn sách Con đường đi đến giàu sang và hạnh phúc và Bí ẩn của sự thành công. Hai cuốn sách này đã được xuất bản năm 2010, cũng gần 14 năm rồi. Cho nên các bạn nào chưa biết thì cứ việc xem cái link ở dưới. Trong video này, hôm nay mình sẽ bàn về cuộc sống, hành trình cuộc sống. Cuộc đời là một hành trình trải dài qua những giai đoạn khác nhau. Mỗi giai đoạn mang cho mình những đặc trưng, thách thức và ý nghĩa riêng biệt. Từ khi còn là những đứa trẻ như bé thơ, chúng và yêu thương trong vòng tay của cha mẹ. Khi lớn lên, chúng ta bước vào tuổi trưởng thành và bắt đầu xây dựng sự nghiệp, lập gia đình và đương đầu với những trách nhiệm mới. Cuối cùng khi già đi, chúng ta quay trở lại với vai trò của người dựa dẫm vào con cháu. Mỗi giai đoạn đều có những bài học và những cảm xúc riêng. Và một trong những thách thức lớn nhất của tuổi già là đối mặt với sự xa cách càng ngày càng lớn giữa mình và con cái. Bây giờ mình sẽ nói về giai đoạn tuổi trẻ trước nhé. Giai đoạn tuổi trẻ, tuổi thơ và tuổi trưởng thành. Tuổi thơ là một giai đoạn của sự phát triển, học hỏi và trải nghiệm những điều mới mẻ nhất. Đây là một thời kỳ mà chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ và những người hướng dẫn và bảo vệ chúng ta. Cha mẹ là nguồn yêu thương, sự an ủi và một sự hướng dẫn đầu tiên trong cuộc sống. Họ là người mang đến cho chúng ta sự an toàn và lòng tin tưởng vào cuộc sống. Khi bước vào tuổi trưởng thành, chúng ta bắt đầu phải tự lập, rời xa vòng tay cha mẹ để khám phá một thế giới mới rộng lớn hơn. Đây là một giai đoạn phấn đấu, xây dựng sự nghiệp và tìm kiếm một vị thế trong xã hội. Chúng ta bắt đầu có những mối quan hệ, lập gia đình và những trách nhiệm xã hội, khiến chúng ta ít có thời gian dành cho cha mẹ. Giai đoạn thứ nhì là giai đoạn trung niên, thời kỳ của trách nhiệm. Giai đoạn trung niên là khi chúng ta đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp và phải đảm đương rất nhiều trách nhiệm hơn bao giờ hết. Công việc, gia đình và những mối quan hệ xã hội đòi hỏi nhiều thời gian và chúng ta phải quan tâm. Chúng ta phải đối mặt với nhiều áp lực từ nhiều phía và đôi khi việc dành thời gian cho cha mẹ đã trở nên rất khó khăn. Dù vậy, trong tâm trí của mỗi người trưởng thành, cha mẹ vẫn luôn là một điểm tựa tinh thần, là người mà chúng ta kính trọng và biết ơn. Nhưng trên thực tế, việc phải cân bằng giữa công việc hàng ngày, gia đình riêng và chăm sóc cha mẹ không phải lúc nào cũng là dễ dàng. Nhiều khi chúng ta bị cuốn vào vòng quay của cuộc sống, quay cuồng để kiếm sinh nhai, để nuôi con, khiến mối quan hệ với cha mẹ trở nên xa cách. Và thứ ba là giai đoạn tuổi già. Trong thời kỳ chúng ta bắt đầu về hưu và giai đoạn tuổi già là thời kỳ của sự buông bỏ. Khi tuổi già đến, chúng ta quay về với một vai trò của một người phụ thuộc. Nhưng lần này lại là phụ thuộc vào con cái. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là chúng ta nên buồn khi con cái không còn ở gần. Hiểu rằng là mỗi thế hệ có một những thách thức riêng, những trách nhiệm riêng có thể giúp chúng ta nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo hơn. Trước tiên, chúng ta cần hiểu rằng con cái có một cuộc sống riêng với những ưu tiên và những trách nhiệm mà chúng ta không thể can thiệp vào. Việc con cái bận rộn ít thời gian dành cho cha mẹ không phải là một dấu hiệu
của sự thiếu quan tâm hay vô ơn. Ngược lại, đó là một dấu hiệu cho chúng ta thấy là con cái đã trưởng thành và biết tự lập, phải đối mặt với những thách thức khác của cuộc sống. Thứ hai, cuộc sống hiện đại với một nhịp sống rất là nhanh, công việc đòi hỏi nhiều thời gian và năng lượng khiến cho con cái đôi khi không thể về thăm cha mẹ thường xuyên như mong muốn. Thay vì buồn bã, cha mẹ nên tự hào vì con mình đang cố gắng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn để thành nhân cho bản thân và cho gia đình riêng của nó. Cuối cùng, khi bước vào tuổi già, điều quan trọng nhất là phải giữ cho tâm hồn mình được bình an và trân trọng những gì mình đang có. Thay vì ngồi chờ đợi và trông mong vào con cái quan tâm cho mình, hãy tìm vui qua những điều nhỏ hàng ngày trong những mối quan hệ mới, trong những công việc bản thân. Điều này không chỉ giúp cho cha mẹ cảm thấy hạnh phúc hơn mà còn giúp cho con cái an tâm hơn khi biết rằng cha mẹ mình đang sống một cuộc sống an lành và đầy đủ. Chấp nhận sự thay đổi của mỗi giai đoạn trong cuộc đời là một phần quan trọng của hạnh phúc. Khi chúng ta chấp nhận rằng con cái có một cuộc sống riêng, chúng ta giải phóng bản thân khỏi những mong đợi không thực tế. Điều này giúp chúng ta giữ được mối quan hệ tốt đẹp hơn với con cái và không tạo ra những khoảng cách hoặc làm tổn thương cho chính mình. Lòng biết ơn cũng là một yếu tố rất quan trọng giúp chúng ta vượt qua cảm giác cô đơn khi tuổi già đến. Biết ơn vì những kỷ niệm đẹp đã có và biết ơn vì con cái mình đã sống có một cuộc sống tốt. Và biết ơn vì mình còn sức khỏe và sự tỉnh táo để hưởng những năm tháng còn lại trong cuộc đời. Cuộc đời là một hành trình dài và mỗi giai đoạn đều có ý nghĩa quan trọng riêng. Khi con cái xa lánh vì bận rộn công việc với cuộc sống, hãy hiểu rằng đây là điều tự nhiên, không nên buồn phiền. Hãy tập trung vào những việc gì quan trọng và giữ gìn sức khỏe cho mình. Tìm kiếm những niềm vui, ví dụ như ngồi uống trà để ngắm cảnh trong vườn. Những cái niềm vui nào mà cái sở thích của mình để mà làm. Cuối cùng, điều quan trọng là giữ cho tâm hồn mình bình an và tràn đầy lòng biết ơn. Khi được làm được điều đó, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi giai đoạn trong cuộc sống đều thật đẹp và đáng được trân trọng theo cách riêng của nó. Bởi vậy, các bạn thấy, hồi xưa người ta có cái bài hát 60 năm cuộc đời, và khi hát cái bài 60 năm cuộc đời, thời gian lúc đó khi con người sống được chỉ có 60 năm, nhưng bây giờ thì khác hơn nhiều. Chúng ta có thể sống tới 90 hay 100 tuổi. Và khi cuộc đời chia ra làm 3 giai đoạn như vậy, thì trong giai đoạn nào cũng vậy, mình phải quan tâm đến cho chính mình. Mình phải tìm lấy một cái niềm vui, một sở thích riêng cho chính mình. Và không có giai đoạn nào là quan trọng hơn giai đoạn nào. Khi còn trẻ, có những cái tươi đẹp riêng của nó. Và khi tuổi trung niên với những trách nhiệm đầy vai, một gánh nặng để lo cho gia đình, lo cho con cái, thời giờ không có. Và khi về tuổi già, thời gian mình bắt đầu chậm lại, mình bắt đầu có một chút thời gian để mình tận hưởng những cái thú vui điền viên, ngồi ngắm trà, nghe nhạc hoặc ngồi vẽ cho mình những bức tranh. Tất cả những cái điều đó đều là rất quan trọng trong cuộc sống. Và Thanh Xuân hy vọng trong cái video này các bạn sẽ tìm thấy và nhận thức được mình đang ở trong cái giai đoạn nào của cuộc sống và tiếp tục để tận hưởng những giây phút của mình đang có và vui lên, vì trong mỗi giai đoạn của cuộc sống, xuân hạ thu đông, bất cứ giai đoạn nào cũng có vẻ đẹp riêng của nó.
Nếu các bạn nào mà chưa biết mua sách thì cuốn sách Con đường đi đến giàu sang và hạnh phúc và bí ẩn của sự thành công đã được bán trên Amazon và tất cả các nhà sách trên thế giới. Nhưng nếu mà các bạn muốn mua với chữ ký, Thanh Xuân có website là xuanthanhnguyen.com. Và nếu các bạn nhấn nút vào cái link ở dưới thì có thể mua sách và được mua một cuốn thì được tặng một. Cảm ơn.